Thưa quý vị, khi mà câu nói tiết kiệm điện dễ mà trở thành câu cửa miệng của người dân thì cho thấy ý thức tiết kiệm năng lượng đã lan tỏa vào cuộc sống thường nhật của họ. Tiết kiệm điện phải xuất phát từ những hành động nhỏ và đơn giản nhất. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tổ tiết kiệm điện ở khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, một trong 11 tổ tiết kiệm điện ở thành phố thực hiện có hiệu quả điều này. Tham gia tổ phụ nữ tiết kiệm điện từ khi mới thành lập, chị Nguyễn Thị Lan đã quen thuộc với những việc để tiết kiệm điện như tắt các thiết bị sử dụng điện không dùng đến, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Nhờ vậy, số tiền điện hàng tháng là 30.000 đồng. Với số tiền này, chị tiết kiệm 3 tháng đủ để đóng quỹ hùng vốn của tổ phụ nữ một lần. Tháng này tôi có được giảm được 4 kg, tháng sau tôi giảm được 6 kg vậy đó. Rồi xây dựng tôi sẽ phổ rộng phong trào cho những người bên phụ nữ mình hết. Còn chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng, từ khi được vận động tham gia vào tổ tiết kiệm điện, chị đã thay các thiết bị tiết kiệm điện và gắn thiết bị đo điện bằng đồng hồ điện tử. Từ đó các thiết bị như tivi, quạt, máy giặt có chế độ tắt mở hợp lý. Thì tiết kiệm điện thì cũng là một thói quen cho mình. Bởi khi mà bước vô nhà sau, ví dụ cần mở nhà bếp thì bật đèn mở liền. Còn khi mà bước đi thì thò tay tắt đèn, tại vì nó quen rồi. Là tuyên truyền mỗi tháng là chị em phải xài tiết kiệm tối thiểu là càng nhiều thì càng tốt. Lúc nào mình cần xài là mình xài, không cần xài thì mình nên tắt bớt thiết bị khi mình không sử dụng. Được thành lập từ tháng 6 năm 2015, tổ tiết kiệm khu vực 6 phường 3 có 40 chị em tham gia. Qua cuộc họp định kỳ hàng tháng, chị em được sinh hoạt nội dung tiết kiệm điện, chia sẻ những kinh nghiệm tiết kiệm trong gia đình mình. Hầu hết các chị đều đạt tiêu chí tiết kiệm điện năng 10% mỗi tháng, góp phần giảm được chi tiêu trong sinh hoạt gia đình.